xong vào đầu rồi. Đấy, mình sẽ mở cho các bạn xem luôn. Đây, mình mở ra nha. Các bạn có biết là cái gì không? Chưa tới. Ở đây mình đã sờ được rồi. Mình sẽ mở cho các bạn xem nha. 3, 2, 1. Ui. Các bạn thấy nó có đẹp không? Oh, so cute. Đây các bạn. Đây ngoài đường khá là ồn nên là các bạn sẽ nghe được tiếng hơi bị rì rầm một tí nhưng không sao nhé. Đây sao xong rồi đây. Đấy, hơi bật lực một tí. Đấy. Cái này có thể nói là unbox rất là đặc biệt. Lần đầu tiên mình unbox món hàng điện tử. Đúng không ta? Đây nhé. Đấy. Cái hộp siêu đẹp luôn. Rồi, nó không có gì bên cạnh đâu các bạn ạ. Nó cao hơn cả cái máy quay của mình nên mình đành phải cho các bạn xem ngang như thế này. Đây. Tại sao lại có được đây ở đây nhỉ? À, đây là cái bill nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cắt cái này ra. Phải thật là nhẹ nhàng. Vì cái bộ này nó cũng không rẻ. Nếu bạn nào mà thích cái bộ này thì có thể lên shop, lên cái trang Google mà search nhá. Search cái thông tin ở trên hộp ấy. Thấy mất đứt tay các bạn ạ. Đây, các bạn thể search MK240 Nano. Đây. Ok, để mình lấy ra. Còn thấy gì chưa? Đẹp không? Chưa lắm các bạn. Xinh quá. Đấy, mấy cục pin thì bỏ qua nhé. Mấy cục pin tiểu nhỏ nhỏ. Đấy, bây giờ mình sẽ mở con chuột trước. Không cần kéo luôn. Bây giờ mình phải lắp pin nhá. Mà mình thực ra cũng không có lắp pin đâu. Đây. Đây cả sẵn cục pin nên mình sẽ cắt ra luôn. Chuột này là chuột không dây đó các bạn. Mình đoán là chuột không dây vì ở trên hình mình không thấy dây. Hay là trong hộp kia có dây ta? Hơi bị nghi ngờ rồi đó. Dùng kéo vậy. Đây. Có lấy ra pin không ạ? Đầu này về hướng có. Đầu này nó về hướng có này đúng không nhỉ? Đầu cộng này nó về hướng có cái này đúng không? Mình cứ làm đại đi nhé. Cái này chắc là cũng tương tự. Đây. Không thấy nó bật ra. Thấy. Ồ, đèn không sáng. Để mình lắp lại. Lắp lại, bây giờ mình sẽ lắp lại vào đây nha. Mình sẽ lắp ngược lại. Cái này là thực sự là mình không biết lắp pin nha các bạn. Đây. Xong rồi nè. Ủa, đèn không sáng các bạn. Ờ rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển đến cái máy tính. Cái bàn phím nè. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Cái này mà edit video là không thể chán được. Ôi giời. Có thể vừa ngồi. Ôi, ở đây có hình vẽ gì buồn cười vậy các bạn. Cái này là gì đấy? Em bé. Các em bé đi. Cái mặt, cái mặt đi. Rồi. Đây là nó sử dụng. Qua. Ngược. Đây các bạn. Rất là đẹp. Không biết cái này có lắp pin không nhỉ? Ở đây là có. Cái này là cái gì đấy các bạn? Ở đây có hai cái để cho bàn phím cao hơn. Để dễ tiếp. Ta nhìn các bạn vẫn bằng phẳng. Rồi. Còn lắp pin ở đâu nhỉ? Hay. Ôi giời. Hay. Ôi giời. Hay. À đây lắp pin này các bạn. Ủa pin đâu? Đây, đây là pin. Và vẫn tiếp tục, mình không biết là pin ạ. Đây, bây giờ mình sẽ lắp pin vào đây. Mình sẽ lắp phần phẳng này vào phía về phía cái lò xo trước. Nếu không phải thì mình sẽ làm ngược lại. Đóng lại, hy vọng là đúng, mình không muốn làm lại đâu.
Hy vọng là nó đúng. Rồi. Rồi. Đây, để cho các bạn xem cả cái bộ. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích thì hãy like, share và đừng quên subscribe cho bạn bè nhé. Bye bye các bạn.